các bạn đến với khu vực hậu trường của chương trình Đẹp Runway. Chúng tôi đang có một cái sân khấu với chủ đề là sự phản chiếu. Người mẫu mặc những bộ trang phục thật đẹp sẽ tự tạo những cái bóng của mình ở trong gương và phản chiếu muôn mặt của cuộc sống. Hiện tại thì Châu đang trong hậu trường để chuẩn bị diễn cho chương trình Đẹp Runway Fashion Show lần thứ tư. Và lần này chủ đề là sự tương phản nên là sân khấu hôm nay sẽ diễn vào buổi chiều và có những ánh nắng rất là đẹp và Châu cảm thấy là sân khấu kỳ này rất là đặc biệt. Và chương trình của chúng tôi đặc biệt như thế nào? Hãy cùng theo dõi những bộ sưu tập của các nhà thiết kế ở trong Đẹp Fashion Runway lần này nhé. Và lần đầu tiên có một show diễn thời trang rất là gần với khán giả, diễn vào buổi chiều. Mọi người sẽ thấy một cái không khí rất là mới, một cái không gian thời trang rất là mới. Mình là Hà Phương, hôm nay mình diễn cho nhà Ivy Moza và hôm nay mình rất là vui. Cảm giác hiện tại lúc này thì rất là hồi hộp và rất mong chờ đến phần trình diễn của bản thân. Và hiện tại anh đang mặc trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, trông rất là sang trọng và quyến rũ. Mình là Nguyễn Hoành, hiện tại thì mình đang chuẩn bị thiết diễn bộ trang phục cho nhà thiết kế AV Moza và mình đang rất là hào hứng và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi trình diễn sắp tới. Hôm nay thì mình rất vui được là một trong năm nhà thiết kế có cơ hội được giới thiệu bộ sưu tập mới nhất đến các quý vị khán giả bộ sưu tập xuân hè năm 2015.